Tuổi già có bốn thứ càng keo kiệt càng phú quý. Quý vị thân mến, số mệnh do chính mình tạo ra, phúc đức cũng từ bản thân mình tích lũy mà có được. Trong cuộc sống, may mắn hạnh phúc của ngày hôm nay không phải từ trên trời rơi xuống, mà chính là kết quả từ những hành vi của bạn trong quá khứ. Mọi việc diễn ra đều theo luật nhân quả tuần hoàn. Khi con người già đi, tuổi tác chỉ là một con số. Câu nói này cũng không hẳn là sai, bởi vì ở một mức độ nào đó, bạn có thể trì hoãn được tác động của thời gian. Nhưng cuối cùng, ai rồi cũng phải già đi, cũng vì thời gian trôi nhanh, đời người ngắn lại. Ở tuổi xế chiều, chúng ta luôn được khuyên rằng, hãy yêu bản thân nhiều hơn, sống thoải mái hơn, đừng quá tiết kiệm. Có bốn thứ sau đây, tuổi già càng keo kiệt, con cái càng phú quý. Rất nhiều khi, keo kiệt đúng việc, đúng lúc mới giúp bạn có được một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc khi về già. Điều keo kiệt thứ nhất mà tuổi già nên làm là keo kiệt về thời gian. Người xưa thường nói rằng, thời gian cũng giống như tuyết mùa đông trên bãi cỏ mùa hè. Thời gian đã qua là thời gian đã mất. Chính vì vậy, chúng ta cần trân trọng quỹ thời gian của chính mình. Thời gian một ngày là thứ được chia đều cho tất cả mọi người. Việc chúng ta sử dụng thời gian ra sao sẽ quyết định cuộc sống và tương lai của chúng ta sau này sẽ như thế nào. Thời gian là những gì của cuộc sống đã đi qua. Thời gian là liều thuốc tiên có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng thời gian cũng là nỗi ám ảnh mất mát nhất của mỗi con người. Đời người cần bao nhiêu năm là đủ cho một đời người. Trên vòng tròn thời gian ấy, chúng ta đã biết sắp đặt những gì để hoàn tất từng phần cuộc đời mình, để thời gian không thờ ơ trôi qua trong lãng phí. Đời người là cuộc hành trình có đi mà chẳng bao giờ trở lại. Nên một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của tuổi già chính là sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta càng già đi, thời gian còn lại trên đời này càng ngắn. Nhiều người trong chúng ta luôn nghĩ rằng tuổi già là chặng cuối của đời người. Thay vì tận hưởng năm tháng tuổi già an nhàn, thảnh thơi, họ lại luôn sống trong cảm giác thấp thỏm, âu lo. Tuổi già phải đối mặt với ốm đau, bệnh tật mà còn phải trải qua mọi thăng trầm và thất bại của cuộc sống. Tuổi già có thể mang lại những thay đổi nhất định trong cơ thể, nhưng đó không phải là lý do để lo lắng. Bởi tuổi già là sự khởi đầu của một thời kỳ vàng son trong cuộc đời con người. Sau những trải nghiệm phong phú của cuộc sống, đừng ép bản thân ngồi một chỗ chỉ vì bạn đã bước qua một độ tuổi nào đó. Tuổi tác không nên là nỗi lo của bạn. Tuổi già mang lại cho bạn kinh nghiệm để tiếp tục tiến về phía trước. Trên thực tế, không bao giờ quá muộn để bạn học điều gì đó mới mẻ ở tuổi già. Độ tuổi mà nhiều người cảm thấy có thời gian cho bản thân. Nên ngồi nghĩ lại về những điều bạn đã bỏ lỡ trong suốt những năm tháng trước đó. Có thể bạn thời trẻ đã bỏ qua những đam mê riêng của mình, chưa thực hiện được thì tuổi già lúc thích hợp để thực hiện những đam mê đó. Hãy dành thời gian cho những hoạt động mà bạn thích, gặp gỡ những người bạn, chơi những môn thể thao, thậm chí học những kỹ năng mới mà thời trẻ còn vướng bận con cái, công việc bạn chưa thể thực hiện. Mỗi chúng ta nên nhớ rằng, thời gian là người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng nó cũng là ông chủ keyboard nhất. Hãy thân thiện với người bạn ấy và hãy chạy đua cùng với ông trùm keo kiệt ấy. Trong quãng thời gian ngắn ngủi của tuổi già, hãy biến mình thành người già thông thái nhất, biến thời gian thành công cụ đắc lực cho những việc làm có ý nghĩa để được sống trọn vẹn những năm tháng tuổi già hạnh phúc. Điều thứ hai cũng là điều keo kiệt quan trọng nhất, đó là sức khỏe. Khi tuổi càng cao thì con người lại có xu hướng thay đổi về tâm sinh lý để thích nghi
và có nếp sống thích hợp hơn với lứa tuổi. Sức khỏe và tâm lý của người cao tuổi không chỉ phụ thuộc vào nội lực của bản thân mà còn dựa vào môi trường xã hội và yếu tố quan trọng nhất là môi trường gia đình. Người lớn tuổi thường phải đối mặt với ít nhất một trong các nguy cơ, thậm chí nhiều người đang đối phó với hai hoặc nhiều bệnh lý sau đây. Bệnh lý về tim mạch, cụ thể là tăng huyết áp, bệnh mạch máu, suy tim xung huyết, huyết áp cao và bệnh động mạch vành. Sức khỏe chính là vàng, tiền bạc quan trọng nhưng trong cuộc đời này, sức khỏe còn quan trọng hơn ngàn lần. Đối với tuổi già mà nói, sức khỏe lại càng quan trọng bởi nó quyết định sự chủ động hay là phụ thuộc của tuổi già. Khi về già, có sức khỏe, bạn mới có thể chủ động chăm sóc bản thân, chủ động trong sinh hoạt cá nhân, không phiền đến con cháu. Có sức khỏe, bạn thoải mái làm những điều mình thích, gặp gỡ bạn bè, hội nhóm hay là đi du lịch, thăm thú đó đây. Không những vậy, khi có một tuổi già khỏe mạnh cũng đồng nghĩa với việc bạn đang giúp đỡ con cháu. Chắc chắn chẳng ai muốn mình ốm đau bệnh tật để rồi phải chút gánh nặng về tiền bạc, cũng như chăm sóc phụng dưỡng lên con cái cả. Cùng với cuộc sống hiện đại, tuổi thọ của chúng ta càng dài hơn, nhưng không đồng nghĩa với chất lượng sống tuổi xế chiều tốt hơn. Khi chúng ta già đi, tâm trí, cơ thể, sức khỏe cũng thay đổi theo. Con người giống như là một cỗ máy hoạt động nhiều. Đến cuối đời, mỗi tuổi một già yếu đi, bệnh tật cũng nhiều hơn. Cho nên bạn đừng phung phí sức khỏe tuổi già với những thói quen không lành mạnh như lười vận động, ăn uống thiếu khoa học, hút thuốc, uống rượu bia, v.v. Chỉ có lối sống lành mạnh mới giúp chúng ta đương đầu với những thay đổi của tuổi già, cũng như giúp ngăn ngừa một số vấn đề về sức khỏe. Bên cạnh đó, bạn cần nhận thức sâu sắc rằng sức khỏe của bạn là có hạn, đừng đợi đến khi có bệnh mới quan tâm đến sức khỏe. Khi có bệnh rồi thì có tiêu tốn bao nhiêu tiền cũng không đủ. Tuổi già dù có đủ đầy vật chất, con cháu đề huề, thành đạt mà không có sức khỏe thì mọi thứ đều vô nghĩa vô chi. Trong tất cả các khoản đầu tư vào sức khỏe chính là loại đầu tư không bao giờ lỗ vốn. Tất nhiên, định nghĩa về chăm sóc sức khỏe của bản thân có thể khác nhau, tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của từng người. Nhưng mục đích quan trọng nhất bạn phải làm ở tuổi già là đừng phung phí sức khỏe và luôn ưu tiên làm những điều để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Hãy chăm sóc cơ thể của mình tốt, bạn mới có thể nhìn thấy phong cảnh mình muốn thấy. Hãy yêu thương những người bạn muốn yêu thương. Hãy chăm sóc mình khi về già là điều hạnh phúc nhất cho bản thân và là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất của những người thân yêu. Hãy yêu thương chăm sóc sức khỏe ở tuổi xế chiều. Trong phần còn lại của mình, đó chính là cách gián tiếp đem lại phú quý, tài lộc cho con cái của bạn. Điều thứ ba, tuổi già nên keo kiệt là tình cảm. Trong bộ phim truyền hình Đình Đám Về Nhà Đi Con, có một câu thoại rất hay mà bố Sơn đã nói với các con của mình. Rượu quý chỉ dành cho những người xứng đáng thôi con ạ. Không phải chỉ có rượu mà tất cả những gì quý giá trên đời, nhất là tình cảm, đều chỉ nên dành cho những người xứng đáng được nhận nó. Có lẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, đôi khi đến già chúng ta mới nhận ra rằng bản thân đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình, nhưng chỉ là khán giả trong cuộc đời của người khác. Càng già đi, bạn càng không còn nhiều thời gian và sức lực để bao đồng chuyện thiên hạ nữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ trong đời có bao nhiêu người bạn chân chính đáng để hàn huyên, có bao nhiêu tình cảm khó quên. Đó là những hành trang quý giá nhất trong đời. Ở tuổi xế chiều, bạn phải học cách vứt bỏ một số người và một số việc không quan trọng, không có ý nghĩa gì đối với bạn. Nếu không buông bỏ thì sẽ trở thành gánh nặng. Buông bỏ được sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
Chỉ cần dành tình cảm và sự quan tâm cho những người mình yêu thương là đủ rồi. Một hai tri kỷ anh em ruột thịt, con cháu, đây mới là những người đáng để bạn trân trọng nhất. Khi bạn học cách dành năng lượng và tình cảm của mình một cách hào phóng cho người thân của mình, không lãng phí tình cảm cho những người không liên quan, điều đó có nghĩa là bạn đã tìm thấy trọng tâm của cuộc đời và hiểu được ý nghĩa thực sự của hạnh phúc tuổi già. Điều thứ tư, tuổi già cần keo kiệt, đó là keo kiệt trong việc trông cháu. Gần một năm lên Hà Nội chăm sóc hai cháu nội, bà Nguyễn Thị Lý, 70 tuổi, phải nhập viện vài lần vì suy nhược. Nguyên nhân được cho là do bà phải vắt chân lên cổ chạy theo guồng quay nhịp sống hiện đại của các con cháu. Con trai và con dâu bà đều làm nhân viên kinh doanh, đi sớm về muộn. Mỗi ngày bà Lý dậy lúc 6 giờ cho đứa nhỏ ăn, rồi giặt giũ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa trưa. Chiều khi cháu ngủ, bà lại tranh thủ làm đồ ăn cho bữa tối. 4 giờ, bà lại đi đón đứa lớn ở trường mẫu giáo. Buổi tối tiếp tục nấu nướng cho các cháu ăn xong rồi tắm rửa, dọn dẹp, kết thúc lúc 21 giờ. Ngày nào cũng từ đó việc, nhưng chẳng ngơi tay được lúc nào. Bạn bè ở quê nhiều lần dù về họp hội chẳng về được, bà nói. Làm việc liên tục, thêm căn bệnh huyết áp thấp, bà Lý từng ngất xỉu vì hạ đường huyết 2 lần. Dù chồng ở quê dục về, nhưng bà vẫn ở lại với lý do là ở thành phố gửi trẻ đắt đỏ. Nếu thuê người lạ, chưa chắc an toàn, khi chúng còn quá nhỏ. Nhưng khi con dâu sinh cháu thứ 3, khi các con ngỏ ý nhờ bà trông nom giúp, bà đã từ chối, bởi việc chăm cháu trước kia đã cho bà rất nhiều bài học. Một thực tế là ở tuổi nghỉ hưu, đa phần người Việt chúng ta thường nghĩ cho con cháu nhiều hơn bản thân mình. Nhiều người lúc còn trẻ thì miệt mài lao động, tích góp, dành dụm cho con. Khi về già lại thành ông bà giữ trẻ. Lần lượt các cháu nội ngoại ra đời đều được ông bà chăm sóc. Với rất nhiều người, việc trông và chăm cháu dường như đã trở thành trách nhiệm, là điều đương nhiên họ sẽ làm. Khi đã nghỉ hưu một công việc chiếm rất nhiều thời gian, sức lực và không có ngày nghỉ. Nghỉ hưu là do con người đã đến tuổi cần nghỉ ngơi. Thế nhưng việc nhà cửa chăm cháu đôi khi còn khiến họ vất vả hơn cả lúc đi làm. Hơn nữa, để trông cháu giúp con, rất nhiều ông bà phải bỏ quê lên phố và buộc phải thích nghi với nhịp sống hối hả. Những cách biệt tư tưởng, quan niệm, cách sống, cách nuôi dạy con cháu giữa hai thế hệ khiến cho mâu thuẫn nảy sinh và càng ngày càng chất chồng. Khi cháu lớn thì họ đã quá già để có thể đi đây đi đó hay thực hiện những giấc mơ còn dang dở của mình. Cho nên tuổi già keo kiệt trong việc trông cháu không có nghĩa là ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Bởi cả đời bạn đã vất vả vì con rồi, nên khi về già, bạn có quyền được lựa chọn cách sống phù hợp với sở thích, thói quen và nhu cầu của bản thân. Khi con cái trưởng thành cũng đã làm cha, làm mẹ, nên việc tự nuôi dạy con của mình là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta chỉ nên thỉnh thoảng giúp đỡ, hỗ trợ, chứ không nên chăm cháu toàn thời gian. Làm như vậy, bạn vừa có thời gian cho bản thân khi về già, mà con cái lại sống độc lập, không ỷ lại vào cha mẹ, và bạn cũng tránh được những phát sinh mâu thuẫn không đáng có với con cái trong quá trình chăm cháu. Keo kiệt trong việc trông cháu đôi khi lại chính là rộng rãi với sức khỏe và sự thoải mái của bản thân, và cũng là bạn đang yêu thương con đúng cách. Thưa quý vị, bất cứ ai rồi cũng già đi, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống mà không ai thay đổi được. Khi già đi, con người sẽ không tránh khỏi chút bâng khuâng, lo lắng. Nhưng đây cũng là thời gian bạn có thể sống an nhiên, tự tại, chiêm nghiệm lại những gì bản thân làm được, chưa làm được, và lấy đó là bài học để tiếp tục sống những năm tháng tuổi già thật ý nghĩa.
Khi ngày càng già đi, chúng ta sẽ dần hiểu rằng sức lực và khả năng của mỗi người là có hạn, phải dành nó cho những gì xứng đáng. Đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những việc, những người không xứng đáng. Đơn giản hóa cuộc sống để tìm ra trọng tâm của đời. Trân trọng sức khỏe, bởi có một cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có thể ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia. Chứng kiến sự trưởng thành của con cái, sự lớn khôn của các cháu. Hành trang tốt cho một tuổi già hạnh phúc, an yên là chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình, biết nên và không nên làm gì để tuổi già an nhàn, tự tại, được con cháu kính nể, yêu mến. Không vì con mà vắt kiệt sức lao động tuổi già. Trong cuộc sống hiện nay, một số lượng lớn người già đã về hưu vẫn tiếp tục làm việc. Họ làm việc không mệt mỏi chỉ để kiếm thêm tiền lương để đáp ứng và hỗ trợ con cái. Cũng có một số bậc cha mẹ sau khi nghỉ hưu không những phải làm thêm những việc vặt mà còn bị khoán hết việc nhà. Thậm chí không thể lo cho bản thân, họ còn phải lo cho gia đình của con cái. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Việc vắt kiệt sức lao động của người già sau khi về hưu là vô cùng phi lý. Đối với người già, không phải là kiếm thêm được bao nhiêu tiền để trợ cấp con cái, cũng không phải giúp con làm việc nhà mỗi ngày. Điều quan trọng là chăm sóc cơ thể của chính mình thật tốt. Bởi một khi mất đi sức khỏe, không chỉ bản thân mệt mỏi mà bạn còn trở thành gánh nặng đối với con cái. Thay vì dành thời gian cho những thứ làm cơ thể suy kiệt, người cao tuổi nên tập thể dục và chăm sóc cơ thể. Vì một khi người già mất sức khỏe thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ chi trả cho việc chữa bệnh. Khi cơ thể của chúng ta ngày càng yếu đi, không có nghĩa là chúng ta không thể có được hạnh phúc. Chỉ cần sắp xếp cuộc sống hưu trí có kế hoạch, chúng ta vẫn có được những ngày tháng tuổi già an nhàn. Khi tuổi già đến không làm gì. Một trong những cách hòa thuận với con cái là không làm gì cả. Nghĩa là người lớn tuổi không nên tham gia quá nhiều vào cuộc sống, quyết định, kế hoạch hay công việc gia đình riêng của các con. Điều này không có nghĩa là cha mẹ thờ ơ với con. Các con cần được trao không gian tự do và quyền tự chủ để giải quyết mọi việc. Có như vậy, chúng mới sớm chín chắn trưởng thành. Khi cha mẹ cố gắng kiểm soát quá mức cuộc sống của con cái, ắt dẫn đến xung đột, xích mích. Ngay cả khi đó là ý định tốt, nhưng các con vẫn coi đó là sự can thiệp quá mức. Chính vì vậy, để con cái có cuộc sống riêng và tự quyết định là điều mà các bậc cha mẹ cần thừa nhận, ủng hộ. Khi về già, không nên trông chờ vào ai. Hãy chuẩn bị tốt cho mình hành trang khi tuổi già đến. Không trông chờ là nguyên tắc cuối cùng mà người già cần lưu ý. Cha mẹ không nên quan tâm quá nhiều đến vấn đề riêng của con. Đồng thời, không nên ỷ lại trông chờ con cái phải chăm sóc, hỗ trợ mình. Là những cá nhân độc lập, chúng ta nên có trách nhiệm với cuộc sống và sức khỏe của chính mình, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc và gánh nặng lên con cái. Khi cha mẹ quá dựa dẫm vào con, có thể dẫn đến gia tăng áp lực, gánh nặng cho con, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của con. Chính vì thế, chúng ta nên cố gắng hết sức để tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Tất nhiên, cha mẹ cũng cần sự hỗ trợ và chăm sóc từ con cái, nhưng chỉ ở mức độ phù hợp, tránh phiền hà, gây ảnh hưởng đến con. Ngoài ra, người lớn tuổi có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc từ cộng đồng xã hội.